Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Hồ Sĩ Tiến, Phó ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát về việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn thành phố Long Khánh. Báo cáo của Công an thành phố Long Khánh cho biết tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023, lực lượng công an đã tiếp nhận hàng trăm tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, qua kiểm tra xác minh xử lý, cơ quan điều tra công an thành phố Long Khánh đã khởi tố 227 vụ án hình sự, hơn 100 vụ không khởi tố vụ án hình sự, 18 vụ chuyển hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, 73 vụ đang gia hạn kiểm tra, xác minh. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của công an và viện kiểm sát thành phố Long Khánh cũng đã chỉ ra những khó khăn vướng mắt, hạn chế trong công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn thành phố. Trong đó có tình trạng thiếu lực lượng điều tra viên, cán bộ điều tra so với tình hình thực tế. Phát biểu tại buổi giám sát, ông Hồ Sĩ Tiến đánh giá cao công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác của Công an thành phố Long Khánh và Công an các đơn vị địa phương. Trưởng đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Công an thành phố Long Khánh làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo, tội phạm và kiến nghị khởi tố của Công an một số đơn vị địa phương.